Giới thiệu các bạn, đây là cây tắc lùng. Nó lùn nhưng mà nó có vỏ nha. Cháy quá trời cháy luôn. Nó chỉ là cao được có khoảng 1,5 m thôi. Nhưng mà cháy là bao la. Vàng chín mọng luôn nha. Cái này chừng tuần nữa à. Chín bao dây luôn. Đó, các bạn thấy không? Đó. Đất tươi xốp. Đầy đủ chất dinh dưỡng. Bởi vậy một cái nhánh dày nè mà nó dính chùm chùm vậy nè, nó chịu nổi không đó. Ở đây là chỉ mới có một mặt thôi đó nha, nó chùm trong nè, chùm ngoài nè đó. Cái này là một tuần nữa là thu hoạch là mệt nghỉ luôn đó. Trái này là muốn chín luôn rồi nè, toàn ten nè, đó. Cái này ngã vàng luôn rồi nè, đó. Cái bên cái tắc là mô mà, đó. Chùm chùm luôn, nó quay mà vướng cây luôn á, quay tới đâu là đụng trái tới đó, trái trên trái dưới. Trái bao la luôn các bạn ơi. Có hai tắc thơ mộng, tắc hữu tình. Mới có một cây nó đã vậy rồi. Của mình thì có tất cả là 10 cây vậy nha. Chùm rồi các bạn ơi. Còn đây là cái giường. Đây là rau nè. Rau để nấu canh nè. Tươi tốt cứ gỡ dày thôi chứ không muốn gì nữa. Phần ăn phần bán. Chùm chùm luôn. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn nhớ ủng hộ kênh mình nhé. Đó, mình cái vườn của mình là còn nhiều cây trái lắm. Trái cây ăn được, trái cây rồi những loại nước phục vụ cho ăn uống, chanh tắc. Đó. Nắng quá dân ơi. Đó, giường á. Rồi, ra khỏi tắt là. Ở đây đủ đủ. Rồi. Xong nha. Rồi, bye bye. Hẹn các bạn lại với những cái clip khác nha. Bye. Ơi chùm chùm ơi, bye bye.